hoặc là sản xuất gì đó, tùy vào cái mối quan hệ của người ta, người ta có thể là chứng minh được anh đã thực tập cho bao lâu tại cái nơi đó, người ta đưa ra cái điểm này cho nó phù hợp phạm vi hoạt động. Còn nếu như mà mình tự làm, nó chỉ chứng minh được là cái chị xác định là cái chỗ nào thôi á, thì phạm vi hoạt động của các chị là một trong những cái này. Thì phạm vi hoạt động nó có ý nghĩa gì? Phạm vi hoạt động nó có ý nghĩa là cái hoạt động chuyên môn của các chị chỉ tại cái địa điểm thôi, là có nghĩa là các chị có thể là đứng tên chuyên môn về mặt chuyên môn á, như là cái trên hình thức mình hay gọi là cho thuê mặt mà đó. Thì nếu như phạm vi hoạt động của các chị là bán lẻ thuốc, thì các chị chỉ này có thể đứng tên chuyên môn tại nhà thuốc thôi, mình không có thể cho công ty thuê được, mình cũng có thể cho bên những cái là bên kiểm nghiệm đứng tên chuyên môn được. Nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Rồi trong tám cái hình thức hoạt động này á, thì cái bán lẻ thuốc này nè, nó sẽ có bốn hình thức nhỏ nữa, đó là nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc, trạm y tế xã và cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu thuốc, dược liệu của truyền. Đây là bốn cái hình thức trong cơ sở bán lẻ thì nhà thuốc có nằm trong là một trong bốn hình thức này. Mình thuộc cái nhóm là bán lẻ thuốc hơn, hình thức kinh doanh là bán lẻ thuốc, trong đó nó sẽ có bốn loại hình thức kinh doanh trong nhóm bán lẻ. Nhà thuốc là một trong bốn cái này thôi. Thì cụ thể mình sẽ có cái buổi sau nữa, mình sẽ học cái bài về bên quy định về thực hành tốt nhà thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc đó. Thì quy định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc mình sẽ hiểu nói rõ hơn về các cái giấy tờ để mở có thể là hợp thức hóa lên ở cái nhà thuốc. Còn ở đây mình sẽ hướng dẫn thường là ở đây nó chỉ quan tâm về cái giấy chứng chỉ hành nghề dược ha, và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh dược là hai cái giấy đầu tiên mà mình cần tiếp xúc biết tới. Rồi giới thiệu sơ qua cho anh mấy chị là cái cơ sở kinh doanh rồi ha. Xuất nhập khẩu thuốc, cơ sở sản xuất, cơ sở xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, rồi bảo quản, kiểm nghiệm thuốc, thử thuốc, lâm sàng, thuốc tư sinh học. Tương đương với tám hình thức này, nó sẽ phải có những cái quy định riêng cho từng cái hình thức này hết luôn. Lát nữa mình sẽ coi nha. Rồi cái mình cần quan tâm đó là cái chứng chỉ hành nghề. Trong bài được dùng để sẽ giới thiệu cho mấy chị cái chứng chỉ hành nghề là cái giấy đầu tiên và tiên quyết, cái điều kiện đầu tiên để mình có thể là hoạt động trong cái chuyên môn nào đó bên ngành nghề của mình là mình phải có chứng chỉ hành nghề. Mấy chị lưu ý ha, chứng chỉ hành nghề đó nó sẽ được tính từ ngày mà mấy chị được tốt nghiệp, có nghĩa là ngày ghi trên bằng tốt nghiệp của mấy chị á. Nếu như đối với hệ cao đẳng thì nó sẽ là 18 tháng, đối với hệ đại học nó sẽ là 24 tháng và đối với hệ trung cấp là 12 tháng. Có nghĩa là từ ngày tốt nghiệp, ví dụ ha, mấy chị tốt nghiệp là ngày hôm nay 25 tháng 11, ngày tốt nghiệp ghi trên bằng mấy chị 25 tháng 11 năm 2023, thì mấy chị cộng thêm 18 tháng sau, mấy chị nhìn ở trên bằng mấy chị sẽ cộng thêm 18 tháng sau, thì mấy chị có quyền để làm hồ sơ xin xét duyệt chứng chỉ hành nghề. Làm hồ sơ xin xét duyệt có nghĩa là sao? Có nghĩa là mấy chị sẽ nộp các giấy tờ yêu cầu cần thiết lên trên sở y tế, mình nộp thôi. Nó sẽ tại vì nó có hai hình thức là thi và xét duyệt. Thi là dành cho bên chứng chỉ của bên y, bên dược của mình thì chưa có hình thức thi. Bên mình chỉ là hình thức xét duyệt thôi, là mình đủ thâm niên làm việc, mình đủ là chứng minh là sau khi mình tốt nghiệp mình đã làm việc tại cơ sở này 18 tháng, hoặc là mình cộng dồn có nghĩa là sao, ví dụ nha, mấy chị làm 6 tháng tại cái nhà thuốc này, sau đó là ví dụ giống như là nhà xa là như thế nào đó, hoặc là đổi chỗ làm đó, mấy chị đổi một cái chỗ nhà thuốc khác mấy chị làm, thì mấy chị có thể được cộng dồn hai cái thâm niên đó lại, miễn sao đủ từ 18 tháng trở lên. Từ 18 tháng trở lên tính từ ngày mấy chị tốt nghiệp ha, thì mấy chị có quyền được làm hồ sơ xin xét duyệt chứng chỉ hành nghề. Rồi lát nữa mình sẽ coi thôi, bộ hồ sơ xin xét duyệt chứng chỉ hành nghề nó bao gồm những cái giấy tờ gì. Rồi cái thứ hai nữa mấy chị cần lưu ý là cái thời gian thâm niên á, cái thời gian mà thâm niên của mình xin xét duyệt để làm cái xác nhận thâm niên của mình á, nó phải cùng một hình thức kinh doanh ha. Ví dụ hồi nãy của mình đã có tới 8 hình thức kinh doanh đúng không? Ví dụ mình là cao đẳng dược 18 tháng, mình làm tại nhà thuốc 6 tháng, sau đó mình làm công ty 6 tháng thì nó không tính nha. Phải cùng một hình thức kinh doanh nha mấy chị nha. Có nghĩa là mình phải làm công ty, có thể là công ty xuất nhập khẩu, là công ty sản xuất thuốc, là công ty phân phối thuốc và bán buôn nè. Thì những công ty này á, mấy chị phải làm cùng một loại hình kinh doanh. Ở đây là loại hình, đây là hình thức kinh doanh, là loại hình kinh doanh nó khác nhau nè. Tại sao để đưa ra mấy cái này cho mấy chị để mấy chị hiểu được là nó nằm trong cái hình thức kinh doanh nào. Mình là bán lẻ thuốc là mình phải đi chứng nhận thâm niên tại các nhà thuốc. Nếu như mấy chị muốn thâm niên
riêng của chị nhà thuốc á, thì có chị phải làm chuyển từ xác nhận từ nhà thuốc này qua nhà thuốc khác, miễn sao đủ cái giấy thời gian là quy định là tối thiểu 18 tháng trở lên. Còn mấy chị mà 6 tháng nhà thuốc, 6 tháng công ty thì mấy chị tính một cái thôi nha, rồi mấy chị cộng lên cũng 18 tháng tiếp. Nhưng mà đa phần á, thì những cái này thời gian thâm niên nó sẽ cao hơn nha. Đối với lại cơ sở sản xuất thì nó phải là 5 năm nè, bán buôn nó phải là 2 năm tùy vào cái bằng cấp nữa. Cho nên là đối với lại bậc cao đẳng á, thì đa phần mình chỉ là bán lẻ thôi. Đối với đại học thì nó sẽ có thể mở rộng thêm mấy cái này nữa. Lát chúng mình sẽ coi những cái quy định thâm niên liên quan nó sẽ khác nhau một xíu. Rồi, đối với lại chứng chỉ hành nghề thì mình cần nó có những cái gì để mình có được cái chứng chỉ hành nghề. Đây là những cái nội dung. Cái chứng chỉ hành nghề nó nhỏ quá thì cô ghi lại cho mấy chị mấy cái nội dung, nó ghi ở trong, nó trình bày ở trong chứng chỉ hành nghề thôi ha. Thì trong này cái mà mình cần lưu ý là phạm vi chuyên môn nè, phạm vi hoạt động chuyên môn là cái mà cô nói với chị là mình làm việc tại cơ sở sản xuất hay là công ty phân phối hay là công ty kiểm nghiệm á, là nó ở cái phạm vi chuyên môn này nè, thì nó sẽ ghi ở trong cái này nè, phạm vi hoạt động chuyên môn. Ở đây nó chỉ có bán lẻ dược thôi, là bán lẻ, cơ sở bán lẻ thôi. Nếu như mà mình có chứng nhận được về bên cơ sở, về bên kiểm nghiệm hay là sản xuất gì đó đủ cái thông tin của mình á, thì người ta sẽ cập nhật cho mình ở trong này. Thì mình sẽ có cái hình thức xét duyệt, là xét duyệt lần đầu rồi cập nhật lại hay là cấp lại. Thì cái cập nhật lại là cái mà sau khi mà mình tích lũy thêm những cái về bên thông tin của mình á, thì nó sẽ đổi cho mình cái phạm vi hoạt động, thì nó cập nhật thêm cho mình cái phạm vi hoạt động khác ha. Thì đó là theo cái thông tin, thời gian thông tin của mình. Nhưng mà làm thì cũng vậy, nó phải sẽ tính theo cái thời điểm của mình tốt nghiệp trên cái bảng. Còn nếu như một số nơi á, nó sẽ nói là lao cho mấy chị đa bằng luôn này nọ, nhưng mà nó cho mấy chị có chứng chỉ hành nghề đó, nhưng mà mấy chị coi là nhiều khi cái chứng chỉ hành nghề của mấy chị nó không hợp lý với lại cái năm mà mấy chị ra trường đó. Nó cấp cho mấy chị ví dụ như mấy chị chỉ có 18 tháng để mấy chị được làm nhà thuốc, nó cấp cho mấy chị phạm vi hoạt động á là của bên sản xuất luôn này nọ, nhưng mà sản xuất nó yêu cầu thâm niên nó khác, nó yêu cầu thâm niên tới 5 năm hoặc là 3 năm gì đó, mà bằng cấp của mấy chị ra trường chưa có tới 3 năm nữa. Thì có nghĩa là chứng chỉ hành nghề nó vẫn cho mấy chị chưa chắc gì ở bên sở nó xét duyệt cho mấy chị coi chứng chỉ hành nghề là có dễ hay không nha. Tại vì cái người mình có là chứng chỉ hành nghề cho mấy chị là nơi mấy chị có phải tin tưởng hay không, nó khác nhau nữa nha. Nó lấy tiền của mấy chị, nó đưa bằng cho mấy chị, chưa chắc cái bằng nó xác nhận hay không. Cho nên là mình phải cần phải hiểu như thế này, nếu như mình có nghề dịch vụ thì có thể kiểm tra kiểm chứng được. Rồi ở đây nè, nó sẽ có các trường hợp mấy chị cần phân biệt ha. Đây nó sẽ có là hình thức cấp nè. Hình thức cấp thì giống như cô nói với chị, hai cái là hình thức thi và hình thức xét duyệt. Mình là bên ngành dược của mình là theo hình thức xét duyệt hết, xét duyệt lần đầu hồ sơ như mấy chị nào mấy chị học ở trong này hình thức xét duyệt nè, mình đâu có thi gì đâu, mình đọc hồ sơ để mình đi học thôi ha, để nó xét duyệt rồi. Rồi thời gian, cái này là bên thi của mình thì không nói rồi ha. Rồi cơ quan cấp, mình sẽ quan tâm tới cơ quan cấp. Lát nữa mình sẽ phải phân biệt được cơ quan cấp nơi nào cấp cái gì. Mình có 8 hình thức kinh doanh đúng không? 8 hình thức kinh doanh thì cơ quan cấp của nó sẽ hơi khác nhau một xíu. Không phải là nó sẽ chia ra là Bộ Y tế cấp cho cơ quan nào, cơ quan Bộ Y tế cấp cho những cái hình thức nào, Sở Y tế cấp cho những hình thức nào ha. Rồi, ngày hiệu lực này của mình đó là chứng chỉ hành nghề này của mình có hiệu lực trên toàn quốc và thời gian là vô thời hạn. Trừ khi nào nó sẽ có những cái trường hợp, lát nữa mình sẽ coi những trường hợp nào gọi là thu hồi chứng chỉ hành nghề, hoặc là chứng chỉ hành nghề chỉ không có hiệu lực khi mà người đó, cái người mà đứng tên chứng chỉ hành nghề người ta bị mất thôi, thì nó bị vô hiệu lực thôi. Còn chứng chỉ hành nghề của mình tới thời điểm hiện tại, luật dược 2016 người ta đã quy định là có giá trị trên toàn quốc, là toàn đất nước Việt Nam á, và có hiệu lực, có thời hạn là vô thời hạn. Nó chỉ khác nhau là đây là cái phôi chứng chỉ hành nghề được cấp bởi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Cái màu đây là màu xanh lá, có thể là mấy chị sẽ coi một, mấy chị sẽ thấy một số cái chứng chỉ hành nghề khác nó sẽ cấp tại những cái cơ sở khác, ví dụ giống như là tại tỉnh Lâm Đồng, tại tại Đồng Nai, sẽ tới Đồng Nai, sẽ tới Lâm Đồng, rồi Sở Y tế những cái Sở Y tế khác thì màu nó sẽ khác nhau. Có cái ví dụ như ở Đồng Nai nó là màu xanh dương thì phải, rồi ở Lâm Đồng nó là màu khác nữa. Mỗi nơi nó sẽ là cái phôi á, chứng chỉ nó sẽ khác nhau, giống như bằng cấp của mấy chị ra trường á, mỗi trường nó sẽ là cái phôi bằng khác nhau. Nó chỉ có là cái số hiệu nó là thống
trên bộ trên sở người ta đưa xuống thôi, còn cái phôi nó sẽ khác nhau một xíu ha. Rồi nhưng mà nội dung cơ bản là những cái nội dung này hết ha. Đây là cái sơ bộ mấy chị cần phải nắm, quan trọng nhất là cái phạm vi hoạt động chuyên môn của mình. Rồi tiếp theo, trong cái điều kiện các chứng chỉ hành nghề, mình cần phải có cái gì để mình xin xét được chứng chỉ hành nghề? Mình cần bốn điều kiện cơ bản này. Ở đây nói nôm na thôi, văn bằng chuyên môn của mình là cái bằng tốt nghiệp đó chị á, bằng tốt nghiệp của anh chị ha. Thì giống như cô nói là thực tế đối với trường hợp của anh chị đây thì cộng lên 18 tháng từ cái ngày anh chị tốt nghiệp đúng không? Rồi đây là bằng tốt nghiệp của anh chị. Rồi thứ hai, thời gian thực hành là cái mà cô nói với chị là mấy chị sẽ phải chứng minh cái thâm niên hoạt động của các chị làm việc tại cái nhà thuốc đó hoặc là một lĩnh vực ha, đúng với lại người từ 18 tháng, cụ thể là tại bé lẻ đó là 18 tháng trở lên là đối với là phải cùng một lĩnh vực nha. Đó là cái mà cô cần các chị phân biệt trong 8 lĩnh vực kinh doanh đó ha, là cơ sở nào là cơ sở bé lẻ thì mấy chị hoạt động trong cơ sở bé lẻ đó, các chị cộng dồn thâm niên lên là được. Rồi giấy chứng nhận sức khỏe là mình sẽ làm giấy chứng nhận sức khỏe theo thông tư 14. Giấy chứng nhận sức khỏe thông tư 14 là các chị đi ra bệnh viện quận hay là các cái nơi bệnh tư nhân cũng được, mình khám theo thông tư 14 là được ha. Thì cái giá tiền khám thì trong khoảng là 300 mấy, cỡ 300, từ 315, 350 gì đó tùy nơi. Rồi đạo đức ở đây là cái phiếu lý lịch tư pháp. Phiếu lý lịch tư pháp do bên bên cái gọi là cái gì của sở gì đúng rồi, sở tư pháp người ta sẽ làm. Thì tùy vào tỉnh mấy anh chị, mấy anh chị ở khu vực nào thì mấy anh chị phải về tại tỉnh đó mấy chị làm, chứ mấy chị sẽ không được làm tại cái nơi mấy chị hoặc làm việc hoạt động nha. Nó sẽ về để chứng minh cho mấy chị là không có vi phạm rồi là giống như là công dân tốt gì đó, để nó xác nhận vào cái này. Thì ở đây bốn cái này là bốn giấy tờ cần thiết mấy chị cần chuẩn bị. Ngoài ra nó còn cái đơn là đơn xin xét cái giấy chứng chỉ hành nghề. Thì cái đơn xin xét duyệt á thì mấy chị sẽ tải ở trên cái trang thông tin của sở y tế, đơn xin xét duyệt chứng chỉ hành nghề là mình sẽ rồi mình sẽ nộp các cái bằng cấp, những cái giấy tờ yêu cầu liên quan hết, tất cả những cái này mình nộp ở bộ phận một cửa hết, có nghĩa là mình sẽ nộp online hết ha, người ta sẽ giải quyết cho mình theo trình tự là phản hồi bằng tin nhắn và bằng email. Có nghĩa là sao? Sở y tế sẽ không chấp nhận là nộp hồ sơ trực tiếp tại sở đâu. Đối lại nơi nào cũng vậy hết, mình sẽ phải nộp online hết. Thì trong cái trang mà của thông tin của sở y tế tại cái tỉnh đó, nó đều public hết những cái giấy tờ biểu mẫu. Giấy tờ biểu mẫu nào nó yêu cầu cần á, ví dụ như là đơn xin xét duyệt hoặc xin cấp chứng chỉ hành nghề đó, nó sẽ để trên đó, nó chỉ tải về, mấy chị điền thông tin, mấy chị vô. Thì mấy chị lưu ý là cái người mà điền mà tất cả giống như cô nói rồi, những cái từ ngữ câu từ chị dùng trong đó nó phải đạt được đúng chuẩn. Ví dụ mấy chị là xin cấp phạm vi hoạt động là cơ sở bán lẻ thuốc thì phải ghi là đúng như vậy. Mấy chị ghi nhà thuốc không có trong đó nha, tại vì nhà nó là cái đơn xin cấp phạm vi hoạt động của mình là cơ sở bán lẻ thuốc, nhà thuốc là một trong bốn cái cơ sở bán lẻ thuốc thôi. Thì mấy chị sẽ phải ghi trình bày trong cái đơn đó là nó phải đúng cái loại hình hoạt động là cơ sở bán lẻ thuốc. Rồi một số những cái mà quy định những cái mà từ ngữ trong đó nữa, thì cụ thể mấy chị khi mà mấy chị làm á thì mấy chị có thể là hỏi thăm thêm, hoặc là ai mà làm chung với chị một nhóm người á thì là người ta sẽ có tự nhiên lúc đó là mấy chị sẽ tìm được cái hướng dẫn thôi. Rồi nói chung là nó cụ thể rõ ràng hết, cái đơn đó mấy chị sẽ tải ở trên cái trang của sở y tế về. Rồi mấy chị sẽ gửi giống như là úp cái file, những cái file này mấy chị scan ra ha, scan màu ra, rồi mấy chị úp lên trên cái nộp hồ sơ, nó nộp ở trên đó hết, nó là đủ mẫu cho mình để mình nộp lên. Có hình ảnh của mình, ảnh file nhân 4 thì mình mới chụp trong vòng 6 tháng. Rồi mình cũng sẽ phải scan cái hình ảnh lại, nhưng mà mình phải lén cái file ảnh lại, tại vì cái file ảnh nó trên cái biểu mẫu á, nó yêu cầu là hình như là chỉ được có cái dung lượng là bao nhiêu thôi. Đa phần là cái ảnh của mình nó sẽ bị quá tải, thì mình phải tìm cách là mình nén nó lại để mình nộp lên cho nó đủ cái dung lượng. Rồi và mình sẽ có nộp tiền online, nộp cái tiền mà đóng lệ phí á, lệ phí xét duyệt hồ sơ á, lệ phí xét duyệt hồ sơ của sở y tế đúng không, lệ phí xét duyệt này là 500.000. Rồi tiền mà làm cái khám sức khỏe không,
khám sức khỏe là cho là 350 đi ha. Rồi rồi tiền mà mình chứng thực gọi là chứng mấy chứng giấy tờ công chứng á, công chứng giấy tờ công thức, là cho là khoảng đâu đó 100.000 đi, cho là chân dư giả ra đi mấy cái tiền nhiều giấy tờ để công chứng bằng cấp rồi này nọ ha. Rồi cái tiền mà mình làm sở lý lịch tư pháp, bên lý lịch tư pháp nè thì nó sẽ cấp cho mình cái bản sao mình phải lên đi đó làm thì nó khoảng hồi đó là gọi là 400, không biết tùy nơi chắc là cho là 500 đi thôi, mình cộng dư giả đi thì nếu như mà mình tự làm á thì cái giá tiền nó sẽ dao động trong khoảng 1,4 triệu gì đó, 1,4 triệu 500 cho 1,5 triệu thì cái này là dư rồi đó, trừ hao rồi ha, trong khoảng này. Nhưng mà bù lại là mình cái phạm vi hoạt động của mình chỉ có một thôi, nó phạm vi hoạt động nó chỉ là nó được có một phạm vi hoạt động thôi. Còn nếu như mà người ta làm cho mình á có 18 triệu thì giờ mình tám 20 triệu, nhưng mà giờ là có một số nơi nó trả tiền lại, nó có thể là nhận tiền rồi nhưng mà phải trả lại, tại vì do là hiện giờ bên sở y tế nó siết chặt nhiều quá, nó siết về cái nó bắt mình nếu như đơn giản nha, thực chất cái việc mà chứng 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 thời gian thực hành này á đơn giản là chỉ là một ký xác nhận này thôi. Nếu như mấy chị là cơ sở bán lẻ nha thì mấy chị không cần dấu mộc gì hết nha, chỉ cần ký xác nhận của cái người mà chịu trách nhiệm chuyên môn tại cái nhà thuốc đó là được, tại vì bản thân nhà thuốc đó nó là loại hình kinh doanh, là nó là phải công ty nên nó đâu có dấu mộc của mấy chị, cho nên nó đâu có đóng dấu mộc, nó xác nhận gì đâu. Thì cái nhà thuốc thì mấy chị chỉ cần ký xác nhận thôi là được ha. Thì do thì như vậy cho nên nhiều người ta chỉ cần quen biết thôi thì người ta sẽ nhờ ký tên này nọ, nhưng mà nếu như đối với tình trạng hồi đó đó cái bằng chứng chỉ hành nghề nó ít đó và nó chịu nó không có bị quá tải như bây giờ thì người ta sẽ cấp bình thường, nhưng mà hiện giờ thì cái số lượng mà người ta học và người ta ra cái hành nghề nhiều quá thì bên sở y tế người ta sẽ siết lại, thì người ta sẽ kiểm tra hồ sơ gấp hơn và người ta sẽ đưa ra những cái chính sách thu hồi nhà đó. Lát nữa chị sẽ học tới cái phần đó thì là cô sẽ nói rõ hơn một cái tình trạng thu hồi. Còn bây giờ thì nó sẽ gấp hơn trong cái phần mà xác nhận cái thông tin này, cái thời gian thực hành thì đối với lại công ty nó yêu cầu là mấy chị phải có trong cái bảo hiểm xã hội đúng không, rõ ràng là nếu như mà mấy chị quen biết mấy chị ký tên, mấy chị không làm ở đó thì làm gì mấy chị được đóng bảo hiểm xã hội trong đó, và bảo hiểm xã hội là tính đúng là từng ngày từng tháng từng năm mấy chị được đóng cho nó luôn đúng không. Mấy chị mà nghĩ là cái công ty cắt bảo hiểm xã hội là nó cũng đâu tính được, nó đâu có tính thông tin cho mấy chị luôn. Cho nên là nó sẽ xét theo, nó yêu cầu mấy chị cung cấp số bảo hiểm xã hội nếu như mà mấy chị làm tại công ty, làm những cái giấy tờ xác nhận thông tin tại công ty, những cái cơ sở về bên phân phối, là cơ sở sản xuất, cơ sở kiểm nghiệm gì đó ha. Còn nếu như đối với nhà thuốc thì không có, một số nơi á nó không phải là công ty, nó chỉ là hộ kinh doanh nhỏ lẻ thôi thì nó không có cần phải đóng bảo hiểm xã hội, thì người ta sẽ yêu cầu là mấy anh chị phải có tên trong cái cập nhật cái tên của mấy anh chị á trên cổng thông tin của sở y tế. Có nghĩa là sao, khi mà nhà thuốc được thẩm định, nhà thuốc là phải được đạt chuẩn GB, buổi sau mình sẽ học về cái thực hành tốt của sở bán lẻ thuốc GB, thì mấy chị sẽ biết được là cái GB này nó sẽ được thẩm định là 3 năm một lần, 3 năm một lần, có nghĩa là đến cái thời gian mà thẩm định á mấy chị làm sao phải tên của mấy chị á, bạn mấy chị là nhân viên nhà thuốc thì hồ sơ nhân viên sẽ có trong nhà thuốc, cái người mà người ta tới thẩm định đi sở y tế người ta sẽ đánh tên của tất cả hồ sơ nhân viên vô trong cái file á, người ta lưu trữ ở trên hệ thống của máy á, ở trên sở á. Thì mấy chị phải có tên trong đó để nó tính thông niên, ví dụ nó sẽ cộng dồn lên tại ngày thẩm định là ví dụ như ngày hôm nay đi 25 tháng 11 năm 2023 đúng không, 2 năm nữa hoặc là 18 tháng nữa mấy chị được làm, thì nhưng mà tên thì phải có trong tay mấy chị mới được làm, hoặc là nó sẽ xếp kỹ xíu thôi. Thì cho đang khó như vậy, có thể là tìm ra những cái lách luật gì đó thì không biết, nhưng mà nó đang xếp được như vậy. Và nhiệm vụ với người mà chủ nhà thuốc, người có trách nhiệm chuyên môn á, nếu như mà có thay đổi nhân sự thì người ta sẽ phải cập nhật nhân sự của người ta lên trên đó, thì đa phần là đâu có ảnh hưởng như tới cái người chủ đâu, cho nên người ta sẽ không làm, quyền lợi của mấy chị thôi. Thì nếu như mà mấy chị có quen biết hoặc là có xác nhận cái gì đó hoặc là gửi, bây giờ nó có dịch vụ cò là gửi, ví dụ như cò nó có hay đi làm thẩm định những cái giấy tờ cho nhà thuốc, mấy chị có thể là phải quen biết mấy chị chuẩn bị này chuẩn bị, mấy chị ra trường đúng không, mấy chị phải liên hệ cò để mấy chị
nháy tên nó chỉ vô cái nhà thuốc nào mà nó mới thẩm định á, mặc dù mấy chị không làm ở đó, nhưng mà còn nó sẽ lo dịch vụ đó, là nó ăn đầu người mỗi người cỡ 1.500.000 hoặc 800 gì đó tùy nơi. Tới cái hôm thẩm định nó chỉ tới đó, mấy chị làm nhân viên của nhà thuốc đó để cho mấy chị có tên trong nhà thuốc đó, rồi mấy chị đi đâu mấy chị làm việc của mấy chị đủ 18 tháng mấy chị trở về cái nhà thuốc đó, mấy chị xin người ta ký xác nhận cho mấy chị là để được xin cấp cái giấy chứng nhận thì là nó là hợp lệ nhất và nó là đối phó kiểu là ok nhất, gọi là chuẩn về bên giấy tờ nhất. Chứ không thôi là thì người ta yêu cầu xét tên mấy chị ok, mấy chị có trong cái thời gian nhất định luôn đúng không, nhưng mà trong thời gian đó mấy chị làm thì không biết, chỉ cần là mấy chị đóng cho cò thôi, là cái cò nó sẽ tự làm việc với cái nhà thuốc đó chứ mình cũng không có làm việc với nhà thuốc đó nữa. Cò nó sẽ ăn cả ba đầu, nó là hai đầu nữa, ba đầu là bên cò nó sẽ là ăn bên mình đúng không, ăn bên cái người mà cho xin làm thuê chứng chỉ nè, rồi làm là có nghĩa là nó làm cả chứng chỉ hành nghề, trong làm cả chứng chỉ hành nghề, nó làm cả về bên cái giấy tờ thủ tục được mỗi nhà thuốc, xong rồi nó lại ăn thêm cái phần thông tin của mình nữa. Nếu như mà mình chuẩn bị có nghĩa là mình sợ mình không có thời gian nhiều, chị bận quá nên chị kinh doanh cái gì đó đúng không, mấy chị muốn là học xong cái bằng để nó không có được bị phí, thì mấy chị có thể là tìm hiểu về cái theo cái mạng đó là được. Thì nó sẽ đỡ cho mình phải đối phó từng bước thì mình sẽ theo một cái người luôn mà người ta sẽ đảm bảo cho mình luôn, thì nó sẽ dễ hơn. Thì đó nó sẽ tính tiền từng phần, ví dụ giống như của cái phần bên chứng chỉ hành nghề là riêng, rồi cái phần xét nghiệm thâm niên là riêng, cái phần là làm giấy tờ nhà thuốc là riêng nữa. Thì cứ 3 năm nó tái thẩm định, mà mấy chị cứ gửi đi nhà thuốc mà 3 năm tái thẩm định là nó đổi chuyên môn hết á, để cho nó làm thẩm định lại cho nó dễ. Chứ nó sẽ không có tiếp tục với những người nữa, thì là cái bằng chứng chỉ hàng nghề thì nó cứ luôn chuyển từng lực từng ra chỗ đó. Nó sẽ làm hợp đồng mới để cho nó làm một cái chứng chỉ gọi là cái giấy tờ mở nhà thuốc mới á, để cho nó đỡ phức tạp cái thủ tục kiểm tra giấy tờ nhiều cái, cho nên là mình sẽ kiểu là dễ dàng mà mình tìm cò để người ta đăng ký xác nhận cho mình ở nhiều nơi. Rồi đó là sự khác biệt giữa mình nhờ cò với mình làm thực tế. Hoặc mình làm thực tế thì nếu mà mình học việc học đó thì mình cứ làm một tuần thì giá khoảng cỡ 2 triệu thôi, 1.500.000 đến 2 triệu. Còn nếu như mà nhờ cò thì đó giá bây giờ thì giờ là cỡ 18-20 triệu, nhưng mà đa phần là bị trả về đối với lại sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh đó. Còn bây giờ dễ thì là cò nó sẽ kêu mấy chị làm ở tỉnh, làm ở tỉnh là các cái nơi khác đó. những cái tỉnh khác thì mỗi tỉnh nó sẽ có những cái quy định một số cái riêng thôi, nhưng mà nó sẽ dễ hơn. Thì mặc dù cô nói là chứng chỉ hành nghề nó có hiệu lực trên toàn quốc và có giá trị vô hạn, nhưng mà nhiều khi mà mấy chị cho thuê á, mấy chị sẽ thấy là cái người ta còn sẽ hay hỏi mấy chị là chứng chỉ hành nghề của mấy chị ở đâu, ở tỉnh nào, ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu, tại sao? Bởi vì nếu như tại vì nó sẽ có những trường hợp là mấy chị ở tỉnh lẻ nhưng mà mấy chị làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, rồi mấy chị cho thuê những chị tại cái nơi mấy chị làm việc luôn cho nó dễ đi lại đúng không, thì đối với lại các tỉnh khác á, tỉnh thành khác, nếu như mà mấy chị không có công tác làm việc tại cái nơi đó thì mấy chị phải đi, nếu như mà mấy chị có tìm được cái người mà để cho hợp tác để mấy chị hành nghề đó, cho thuê chị hành nghề đó, thì mấy chị phải trở về cái sở y tế, ví dụ mấy chị làm tại Đồng Nai, mấy chị phải về sở y tế Đồng Nai xin sở y tế Đồng Nai cấp cái giấy chứng nhận là tôi không có hoạt động chuyên môn đứng tên bất kỳ thuốc tập nào tại cái tỉnh đó hết, tại vì phạm vi hoạt động quản lý của sở là tại khu vực tỉnh thôi mà nó đâu có toàn quốc đâu, cho nên là nó phải cần giấy xác nhận đó, rồi về lại sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh mình nộp hồ sơ lại kèm thêm cái giấy xác nhận đó là của tỉnh Đồng Nai nữa thì mình mới được. Nhưng mà đa phần cái giấy xác nhận đó nó hơi bị lâu, nó rườm rà thủ tục đó, cho nên là mình sẽ hơi bị khó, cho nên là còn nó sẽ hay hỏi mình là mình ở đâu, mình để giấy tờ sẽ đỡ hơn, đỡ đợi cái giấy tờ xác nhận hơn như thế thôi. Rồi các thời gian thực hành chuyên môn mà mình cần nắm nè, những cái này thì dễ lên là bằng của mình được cấp rồi ha, giấy chứng nhận mình đi khám là được. Rồi cái này lý lịch tư pháp mình cũng đi xác nhận là được thôi. Ở đây khó là thì cái thời gian thực hành chuyên môn thôi. Thì cái thời gian thực hành chuyên môn này á, nó sẽ theo tương ứng với 8 hình thức kinh doanh, nó sẽ yêu cầu quy định của 8 hình thức nó sẽ khác nhau. Bằng cấp chuyên môn nó cũng sẽ khác nhau luôn. Ở bậc cao đẳng thì mình sẽ không có được nằm trong cái nhóm về bên sản xuất. Nhóm sản xuất là cần phải có dược sĩ đại học trở lên ha. Và nó sẽ có hai chia làm hai
Thì cái định nghĩa của thuốc và quy định của thuốc, nếu như á, mà cô không có soạn cái slide cho mình mấy anh chị á, nó chỉ đọc ở trong cái thông tư á, trong cái luật á, nó chỉ thử nó là chỉ đọc một cái phần này trong luật đi, thì mấy chị sẽ hơi khó hiểu một chút là ở cái lúc thì 2 năm, lúc thì 3 năm, lúc thì 5 năm mà nó hiểu phân biệt cái nào đó. Thì nó phân biệt cái gốc là dựa vào cái này, cái kiến thức nền của mình phải nắm là mình sản xuất thuốc hay mình sản xuất nguyên liệu làm thuốc. Nếu như mình sản xuất thuốc á, thuốc của mình nó bao gồm có cả 5 nhóm luôn ha. Cái này là nè, ở đây là ghi những cái cụ thể đó thôi, đa phần là người ta sẽ sản xuất cái này, còn thuốc của mình nó sẽ bao gồm có 5 nhóm đúng không, là thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, sinh phẩm và vaccine. Đây là 5 nhóm. Nếu như mà gọi là thuốc chung thì yêu cầu là bằng đại học trở lên ha, và thời gian thực hành chuyên môn phải là 5 năm, là mình phải làm việc tại đó xác nhận 5 năm mình mới được đứng tên chuyên môn, gọi là có chứng chỉ hành nghề chuyên môn về cái lĩnh vực sản xuất thuốc. Còn nếu như mà làm nguyên liệu làm thuốc thôi, nguyên liệu làm thuốc thì đó là những chất dược liệu này. Thì tư vấn nếu mà dược liệu để sản xuất ra thuốc dược liệu thì là 2 năm, còn dược chất để sản xuất ra thuốc hóa dược ha thì là 3 năm. Thì cái này để cho đánh giá được cái tầm quan trọng của cái ngành về bên tổ chức quản lý dược á, mấy chị để mấy chị hiểu rõ hơn là mấy chị quý cái thời gian mấy chị ngồi mấy chị đầu tư ở đây á, mấy chị tự tin là mình sẽ được hiểu nhiều hơn so với những cái mà đã có trong tài liệu mấy chị có thể tự mấy chị tự đọc á, thì mấy chị cứ hệ so sánh bằng cách là mấy chị thử cái tìm cái thông tư mấy chị gỡ ra mấy chị đọc, và mấy chị sẽ thấy là cái thời gian mấy chị ngồi trên này nó sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với lại mấy chị ở nhà mấy chị đọc tài liệu. Rồi đây là cái hình thức đầu tiên về bên sản xuất thuốc ha. Rồi tiếp theo nó sẽ là hình thức về bên cơ sở xuất nhập khẩu. Thì xuất nhập khẩu là nó nói chung thôi cho tất cả các cái dạng thuốc nguyên liệu làm thuốc hết thì là 2 năm, 2 năm cũng là đại học luôn, cho nên là mình sẽ nếu như mà mình có nhu cầu lên đó thì mình cần quan tâm tới cái này, còn không thì thôi. Cao đẳng của mình thì chỉ có cái thuốc là bên bán lẻ. Rồi cơ sở bán buôn là cái công ty phân phối đó chị. Bán buôn là công ty phân phối đó. Các cái công ty, các cái về hình thức về mấy chị nghe chợ sĩ hay đại lý thuốc gì đúng không? Thì là hồi đó nó sẽ có những cái khái niệm cái cụm từ này. Nhưng mà đối với lĩnh vực 2016 thì nó sẽ bỏ cái từ về bên đại lý thuốc rồi. Và các cái chợ sĩ hiện giờ nó hoạt động bên địa bàn quận 10 á, thì nó sẽ các cái cá nhân công ty đó, nó sẽ trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn công ty một thành viên gì đó về phân phối thuốc hết, để cho nó đưa ra hóa đơn đồ vào đồ ra, nó là công ty hết luôn đấy chị, nó là công ty phân phối thuốc hết, chứ nó sẽ không có cái hình thức gọi là đại lý nữa nha. Tên đại lý nó bỏ rồi. Mình chỉ hay nói với ông nên là cái chợ sở dĩ thôi thì là cái nơi mà tập trung nhiều thôi, thì bây giờ nó cũng đổi tên là khu thương mại cái gì về dược phẩm á, nó ghi cái giống như là trung tâm thương mại á, thì cái này là khu mà giao dịch trao đổi về bên dược phẩm thôi, chứ nó sẽ không có ghi lại nó cái chợ sở cho mình gọi thôi, chứ nó sẽ không có tên là chợ sở nữa. Rồi đa phần ở đây các mẹ để cho mấy chị nhớ thì luôn luôn thuốc mà hóa dược á, gọi là thuốc tây của mình, nó luôn luôn cái thời gian cái thông niên nó sẽ lâu hơn 1 năm, trên lệch 1 đến 2 năm so với lại liệu thuốc cổ truyền. Thuốc dược liệu cổ truyền từ 1 đến 2 năm thôi, thì thuốc về bên về các cái loại hình luôn á, thì thuốc bên hóa dược lúc này nó cũng sẽ cao hơn, cái thời gian thông niên nó sẽ cao hơn so với lại dược liệu cổ truyền. Bằng nếu như mà không cao hơn thì bằng cấp sẽ khác nhau nè, ở đây là dược sĩ đại học ha, và ở đây là dược sĩ trung cấp. Rồi cơ sở bán lẻ của mình nè, mình là từ dược sĩ trung cấp trở lên nè ha, là quầy thuốc nè hoặc là thủ thuốc dạng y tế nè, thì mình có thể là mở tại cái tổng của mình, không có phải là khu vực thành phố, không có phải là nhà thuốc, mình là quầy thuốc, thủ thuốc dạng y tế xã và cơ sở bán lẻ. Những cái này mình được hoạt động đối với lại cái đặc quy của cái cao đẳng, còn nếu như mà đại học thì mình mới được mở nhà thuốc là 18, là 2 năm, là 24 tháng, của mình là 18 tháng và trung cấp sẽ là 12 tháng. Bằng cấp thì nó sẽ là hiện giờ chưa có luật dược mới ban hành thì mình sẽ vẫn học theo cái luật dược hiện hành, bây giờ là vẫn là bằng trung cấp lấy làm gốc đi lên, còn mai mốt nếu như mà nó có bãi bỏ hay gì đó ha, thì mình sẽ cập nhật cái mới sau. Thank you.
thuốc nhiều. Bên Hà Nội là mấy chị sẽ thấy là những cái nguồn thuốc công ty mà nhập khẩu thuốc này nọ đó, những cái gọi là cũng quay trước rồi này nọ cũng sân sau nhiều quá. Và cái công ty phân phối đang mà thuốc bên mình là bên miền Bắc nó đang hàng ra nhiều thôi. Bên mình cũng có công ty phân phối mà cũng không mặt bằng đâu, về mối quan hệ về mọi cái luôn. Thì bên Hà Nội nó sẽ thường thay mặt về bên công ty phân phối về bán buôn nhiều hơn. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ đẩy mạnh về cái nó sẽ hoạt động mạnh hơn về thị trường bán lẻ. Còn cái quầy thuốc và nhà thuốc khác nhau sao? Còn khác nhau là đặc biệt hoạt động ha. Nhà thuốc là ở các cái khu vực mà tại thành phố thì vùng trung ương á, còn quầy thuốc của mình á là ở cái nhóm về bên các cái xã phường thị trấn, các cái tỉnh nhỏ lại ở ngoài á, thì là nó sẽ là quầy thuốc. Còn phạm vi mà thuốc mà để bán ở trong đó thì nó cũng là như nhau. Nó sẽ là bán những cái gì mà thuốc thái dược rồi thuốc dược liệu, thuốc bán thuốc cổ truyền đó, đó là những cái mà mình sẽ phân biệt những cái này. Còn cái mà muốn đọc không gọi là rõ thêm về cái nhà thuốc quầy thuốc mà mình có thể đọc trong một dược, nó sẽ ghi ra cụ thể luôn những cái mặt hàng là có thể được buôn bán ở trong cái bán lẻ ở trong cái nhà thuốc và cái gì nó khác gì với lại quầy thuốc luôn. Đọc một hồi xong nó giống nhau hết trơn. Đọc với nó dùng từ nó cứ đọc là hoài luôn. Cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu thuốc cổ truyền rồi xong rồi lát nó xuống rồi ngoại trừ cái gì đó nó ghi một loạt luôn, nó chỉ khác được một từ thôi, nó thôi cái chữ tự nó là nó sẽ nhiều cái đề mục đúng không, ví dụ như chương 1, chương 2 gì đó trong cái gì nó chỉ đọc giống nhau hết thì khác nhau một từ nó thôi, nó chỉ phải tìm ra. Nó chỉ khác nhau vậy thôi thì mấy chị có thời gian chị đọc thôi, còn mấy chị sẽ hiểu được, phải hiểu được là mình tìm đúng cái đề mục nào. Ví dụ nó sẽ có là trong cái mục về bên chứng chỉ hành nghề là cái mục lớn đúng không, chương ví dụ giống như là về cái mục lớn về chứng chỉ hành nghề, nhưng mà trong mục lớn đó 1.1.2.3 gì đó nó sẽ phân cho mình là 8 cái loại hình kinh doanh, là hình về cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu, cơ sở bán lẻ, rồi mình phải tìm đúng là ví dụ mình phải tìm cho cơ sở bán lẻ, rồi trong cơ sở bán lẻ nó sẽ phân ra nhỏ nhỏ nữa, thì mình phải tìm cho đúng cái chỗ để mình đọc, cho đúng những cái quy định của mình. Là cái cách đọc thì nó sẽ bị tốn thời gian, là mình phải bao quát hết, mình phải đưa vào chi tiết nữa, rồi mình so sánh nữa, cho nên là cái này thì mình tóm tắt là cho mấy chị sẽ nhìn một cách cụ thể hơn. Rồi mấy chị về mấy chị so sánh với lại cái cách đọc thông tư á, đọc một dược á, để cho mấy chị có một cái là quen với lại cái form đọc á, thì mấy chị mới muốn mấy chị tìm tài liệu tìm thông tư nó sẽ dễ hơn. Rồi tiếp theo là cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc nè, thuốc trên lâm sàng, thuốc tương đương sinh học, những cái này là đa phần là về bên chất lượng thuốc ha, về bên kiểm nghiệm á, thì nó sẽ là dược sĩ đại học 3 năm trở lên, mấy cái này là về bên kiểm nghiệm đánh giá chất lượng thuốc nhiều hơn đó. Mình nói chung là mình là cao đẳng đúng không, thì mấy chị thấy rồi đó, phạm vi hoạt động của mình chỉ là bán lẻ thôi, trung cấp và cao đẳng là bán lẻ thôi, còn bên đại học thì nó sẽ có nhiều cái ngành, cái phạm vi hoạt động nhiều hơn. Rồi dịch vụ bảo quản thuốc sẽ là 2 năm và là dược sĩ đại học, đa phần là từ 2 năm, nó chỉ có sản xuất là 3 năm với lại 5 năm, còn trung cấp thì là thường là 1 năm. Rồi đây, ngoài cái thời gian còn quy định về thời gian thực hành chuyên môn á, thì mình sẽ tìm hiểu coi là thu hồi chứng chỉ hành nghề là những cái trường hợp nào, rồi trường hợp nào là trung cấp và yêu cầu cái giấy tờ gì ha. Thì cái này nói lại thôi ha, cái này là mình sẽ có hai hình thức đúng không, xét duyệt và thi nè ha. Thì cấp lại là đối với trường hợp mà mất hoặc hư hỏng thôi, còn trường hợp mà điều chỉnh nội dung là cái trường hợp mà mình cập nhật thêm cái phạm vi hoạt động của mình vào á, giống như nãy cô nói với chị là ngoài bán lẻ ra mình còn có xuất nhập khẩu kiểm nghiệm gì đó đúng không, thì là mình sẽ làm cái đơn xin điều chỉnh nội dung. Mỗi lần mà mình xin cái gì á thì mình sẽ có mẫu đơn đó, mình xin cấp, mình xin xét duyệt thì mình sẽ có cái mẫu đơn xin xét duyệt, xin cấp địa chỉ hành nghề, rồi mình xin cấp lại là đối với trường hợp bị mất nè thì mình cũng phải làm đơn. Cái tờ đơn đó là cái tờ mà để cho người ta biết được là cái mục đích của mình cần cái gì á, để người ta phân loại nó đúng thôi. Rồi cái mẫu đơn mình chỉnh nội dung cũng vậy, mình nộp cái nào mình sẽ có cái đơn và cái đó để cho người ta biết mục đích của mình làm là cái gì, để người ta xác định cho nó đúng. Tất cả thông tin này nè, khi mà mình nộp qua hệ thống một cửa, mình upload ở trên cái bức mẫu ở trên cổng thông tin của Sở Y tế thì mình sẽ có đăng ký và số điện thoại và email. Thì tất cả những cái bước của nó xét duyệt đó, nó đều nhắn tin gửi cho
Ví dụ giống như hồ sơ mình làm xong ở cái giai đoạn đầu thì nó sẽ nhắn qua số qua điện thoại, qua cái số mình đăng ký á, là hồ sơ của bạn, cái mã hồ sơ bao nhiêu á là được gọi là hoàn thành, được xét duyệt qua thủ tục một cửa của hệ thống thông tin của Sở Y tế hay nào, đúng không? Rồi nếu mà được duyệt rồi đó thì nó sẽ báo lên, ví dụ nó nhận được cái báo nha, rồi được duyệt xong nó báo, rồi xong rồi nó sẽ nói là yêu cầu là bạn chuẩn bị hồ sơ bằng file bản cứng á, bản mà cũng chứng mà bản cứng á, lúc mình là bản scan nha. Nếu mà được duyệt rồi, đã xét duyệt xong rồi đó, người ta sẽ nhắn tin cho mình trong vòng 48 giờ thì mình sẽ phải nộp cái bản cứng là gửi bưu điện luôn nha, là nộp lên trên đó, nộp lên trên Sở Y tế cái bản cứng, rồi nó xét duyệt cho bản cứng một lần nữa, rồi nó thông báo cho mình là ở cái thời gian của mình, hồ sơ của mình là có được duyệt hay không, có được hợp lệ hay không, không hợp lệ điểm nào hay là như thế nào. Rồi nếu như mà hoàn thành đó qua bộ phận nào, bộ phận xét duyệt rồi bộ phận xác nhận hay cái gì đó, nó đều thông báo hết. Rồi tới cuối cùng là hồ sơ, mã hồ sơ của mình là được hoàn thành rồi đó, tới ngày bao nhiêu lên lấy thì nó sẽ cấp cho mình cái mã lấy, nhắn trong cái tin nhắn của mình, rồi mình lên mình lấy, hoặc là người ta sẽ gửi bưu điện về cho mình. Chứ hoàn toàn mình không có gặp ai hết đó, mình chỉ bàn được gửi giấy tờ thôi. Mặc dù mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mình lên mình trực tiếp cũng không nhận nữa, phải gửi bưu điện hết. Rồi đó là ba cái trường hợp ha, đó là trường hợp cấp nè, cấp lại đối với lại mất trường hợp cũng như là điều chỉnh nội dung, là đối với lại từng trường hợp là cô đây cấp rồi nha. Rồi đối với lại cấp mình là cấp mới hoàn toàn á, gọi là cấp chứng chỉ hành nghề đó, thì mình sẽ làm có cái hồ sơ đề nghị cấp nè. Hồ sơ đề nghị cấp của mình là các giấy tờ nha mấy chị. Hồ sơ đề nghị cấp bao gồm có giấy giấy cái đơn á, đơn xin đề nghị cấp xét duyệt chứng chỉ hành nghề đúng không, rồi thêm cái văn bằng bằng tốt nghiệp của mình nè, rồi thêm giấy chứng tư pháp nè, rồi khám sức khỏe nè, rồi thời gian thực hành chuyên môn nè, rồi tất cả mọi cái này là hồ sơ của mình sẽ được chuẩn bị. Nếu như chúng ta là hợp lệ á thì là nó sẽ thông báo xác nhận cho mình trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cái thời gian mà cái khoảng thời gian mình để giải quyết đó. Nói chung là trên thực tế nó chỉ nộp vào á, nếu như mà hồ sơ có chị hợp lệ á thì trong vòng khoảng từ 2 tuần đến chúng mình năm nay là 15 ngày á, không tính ngày lễ chủ nhật nha, chỉ tính ngày làm việc thôi nha, thì là nếu như mà nó suôn sẻ thì là mấy chị sẽ được cấp chị hành nghề trong vòng 15 ngày, không tính chỉ tính thời gian, chỉ tính ngày làm việc thôi, 15 ngày làm việc thì mấy chị sẽ được cấp chị hành nghề. Nó duyệt theo cái bộ phận một cửa đó của nó. Còn nếu mà trục trặc, nó bị bên đinh ở cái giai đoạn nào quá thì nó sẽ nhắn mình. Có một số trường hợp là mình làm sai quá, nó sẽ yêu cầu là mình lên để mình giải trình hoặc là mình đối chiếu. Thì có một số trường hợp là ví dụ người ta sẽ không có cẩn thận, là mặc dù là cái nhà lúc đó nó đã mở từ lâu rồi, nhưng mà giống như là cô nói có những trường hợp là cứ 3 năm tái thẩm định một lần á, thì người ta sợ rắc rối là kiểu là phải kiểm tra giấy tờ nhiều, cái giấy tờ chứng minh hóa đơn chứng từ nhiều á, thì người ta xin là cấp là mới nhà thuốc luôn, có nghĩa là đổi người nhiều chỉ trách nhiệm chuyên môn, hoặc là đổi cái nơi địa điểm kinh doanh hoạt động này nọ, chỉ là giờ qua mấy căn cũng là vậy thôi. Nhưng mà cái nhà thuốc đã mở lâu rồi, mở mấy chục năm rồi, nhưng mà cứ 3 năm người ta làm mới được. Ví dụ 3 năm cái nhà thuốc đó nó đổi tên xíu, ví dụ giống như là Mỹ An 1 hay là Mỹ An 2 hay là cái gì đó đổi xíu thôi, mặc dù mình biết nó đã tồn tại lâu rồi, mình làm xác nhận người ta đăng ký cho mình, nhưng mà đối với lại theo cái mà cái giấy mà GB á là nó mới hoạt động đây đúng không, mà mình đi cấp nó chưa đủ 18 tháng nữa mà mình đi cấp cái giấy của mình là nó kêu mình là nó chỉ là có nghĩa là biết là nó vẫn biết là có những trường hợp là xét nghiệm chui như vậy, nhưng mà tại vì do là mình gian mà mình không có quen, mình không có kiểu là mình chuẩn bị đầu tư kỹ thì nó sẽ kêu mình lên. Thì có những cái trường hợp, những cái trường hợp đó thì đa phần là mấy chị chịu khó làm sao tìm cách là ngừng xin rút cái hồ sơ của mình ra hết toàn bộ, rút là có nghĩa là nó đang nằm trong hệ thống một cửa đấy, cần bổ sung hồ sơ hay xác nhận cái gì đó đúng không, nhưng mà rõ ràng mình sai rồi, mình không có xác nhận, mình làm nữa là nó sai nữa, mình rút ra hết, mình đợi khoảng 1-2 tháng sau gì đó mình nộp lại một hồ sơ mới gì đó. Nói chung là mình làm sao để cho nó quên tên mình đi rồi mình làm lại, nhưng bây giờ mình cứ nhớ tên mình quên, nó vô là mình nó cầm cái hồ sơ là nó xong tiếp, nó xong nữa là nó sai nữa, nó cứ vậy là đỡ là hoài đúng không.
thì nếu như mà được thì mấy chị tới đó, mấy chị rút ra nói chuyện lên tìm cách sao đó, mấy chị xin sao đó, chị rút hồ sơ chị ra coi như là như chưa bao giờ có cuộc chia ly gì đó rồi xong rồi làm lại. Rồi người đứng đầu cơ quan cấp ở đây này, mình sẽ thấy là nếu như là giám đốc sở y tế đúng không, là theo cái xét duyệt này, còn bên bộ y tế sẽ việc sẽ cấp hình thức thi. Cái này là một cái nó sẽ chia theo cái nhóm, nó sẽ được là bên mình đó, bên bên giường đó ra phần cái hướng thi này và bệnh y, thì là cái người đứng đầu cơ quan thì bộ trưởng bộ y tế và giám đốc sở y tế, đây mình nghe quen rồi không, bên tổ chức bên cái hệ thống quản lý tổ chức mà mình đã biết ai là cơ quan đứng đầu, người đứng đầu là ai rồi đúng không. Rồi ở đây mình chỉ cần lưu ý là hồ sơ nhận đủ hồ sơ thời gian mà cấp á, là 20 ngày kể từ cái ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nha, và đối với cấp lại và điều chỉnh nội dung á, là mình đã có rồi, mình biết tờ mình đã có rồi, mình đã kiểm tra bản thân, người ta chỉ cần xác nhận là thanh niên thôi á, thì là chỉ cần 10 ngày nha kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, là đối với trường hợp mất hoặc là bổ sung cái phạm vi hoạt động. Nói hôm nay cho nó chỉ để mình cũng không. Rồi đây là cái giấy tờ mình cần phải chuẩn bị trong các cái hồ sơ đề nghị cấp của mình là nãy giờ nói rồi đó. Bây giờ bây giờ mấy chị coi coi nó có gì khác không, mấy chị đọc có gì khác thì thắc mắc thì hỏi. Thuê mướn chỉ hành nghề hết, cho nên là thanh tra hay là
dịch sở ở trên bộ xuống mà hỏi mình đó, là hỏi nhiều khi nó hứng mình hỏi, nó hỏi là ủa này là thuốc của em hả, là của anh, là của em nha, à, mình không có tiền gì hết, mình đi gì thôi mà vẫn là của em, tại vì trên giấy tờ mã số thuế là của mình, giấy tờ mình ký tên mình chịu trách nhiệm chuyên môn vẫn là của mình hết. Cái người kia là người hợp tác kinh doanh, người ta bỏ tiền người ta là chủ, nhưng mà ai hỏi mình là nhà thuốc là của mình nha, tại vì người ta bên thuê người ta phải đóng thuế cho mình luôn mà, mã số thuế vẫn là tên của mình, tất cả mọi cái là theo tính chất cá nhân là đều là người chịu trách nhiệm chuyên môn là mình hết. Cho nên là ở trên thực tế để họ gọi là các giấy tờ của mình nó hợp lý hết thì là mình sẽ là hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên, một bên bỏ về bên kinh phí, một bên bỏ về kinh phí đầu tư, một bên bỏ về chuyên môn, nên tránh cái trường hợp mà mình thu hồi. Còn ai xác nhận mà hỏi mình, bên con thanh tra nó hỏi mình á thì mình nhớ trả lời nó đúng nha. Nó sẽ hỏi thì cũng gặp, hỏi rất là nhanh, hỏi rất là sạch đó, làm theo kiểu như khi mình không có phản xạ tốt thì nó sẽ hỏi gặp. Cho nên là mình phải tìm nó đúng. Chứ còn cái này ai cũng biết rồi, trường hợp là ai cũng biết, là trên thực tế lúc nào cũng có, người ta thanh tra người ta cũng biết mà. Nhiều khi là người chịu trách nhiệm vị sĩ chuyên môn là không đâu có mặt tại nhà thuốc đâu, thì nó sẽ có những cái trường hợp rất là riêng, thì mình sẽ tìm hiểu tiếp theo trong cái bài của GB ấy, mình sẽ biết được là đối với những trường hợp nào mình đối phó như thế nào. Còn ở đây thì mình sẽ tìm hiểu về cái luật như vậy trước sơ bộ ha, những cái trường hợp này trường hợp thường hay gặp nhất mà. Rồi cái trường hợp thứ hai là đây. Người được cấp chứng chỉ hành nghề mà không hành nghề trong thời gian 12 tháng liên tục. Đa phần có một số anh chị học xong mình đâu có làm cái ngành này của mình đâu, mình học những khi là mình để phục vụ, giống như là để cho mai mốt mình chuẩn bị cho tuổi hôn của mình là như thế nào. Thì là nó sẽ có cái trường hợp này nó xảy ra. Thì cái trường hợp này là hiện giờ hồi đó thì người ta sẽ không có đánh cái này, người ta thu hồi. Nói chung là tùy rồi, nói chung là sở sẽ làm không được, có tại do là bây giờ nhiều quá, bây giờ là nhiều chứng chỉ hành nghề quá, cho nên là người ta sẽ tìm cách để người ta giới hạn nó lại bằng cách là người ta sẽ rà soát lại ai mà có chứng chỉ hành nghề mà không hoạt động thì thu hồi lại đi, chứ giờ sao giờ nhiều quá, chứ giờ cấp quản lý đâu có nổi đâu. Thì là người ta sẽ đánh vào cái này là người đã được cấp chứng chỉ hành nghề mà không hành nghề trong thời gian 12 tháng liên tục thì bị thu hồi. Không hành nghề trong cái này có nghĩa là sao? Mấy anh chị được quyền không phải là người bán thuốc, không phải là người khám chữa bệnh thì mới được nha. Mấy chị có thể là làm trong công ty liên quan về đường xuất nhập khẩu, hay là chị làm bên cái về bên văn phòng được mảng pháp chế dược, mảng đăng ký thuốc, mảng thầu thuốc, mảng tỷ, tất cả những cái về giấy tờ cũng được liên quan tới ngành dược này ha. Và mình sẽ đi học tập những kiến thức chuyên môn về dược, cái đó là nghĩa vụ bắt buộc ha. Thì mỗi nó sẽ quy định là không cập nhật kiến thức chuyên môn về dược 3 năm thì sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề dược. Nhưng mà đa phần là cái 3 năm đó sẽ quy định cái thời gian đó là kiến thức chuyên môn phải cập nhật là đủ 48 tiết. Thì đa phần là không có ai mà không có trường nào mở đủ 1 năm 48 tiết chứng chỉ học đó, một buổi cập nhật kia là nó sẽ tính theo là cỡ 6 tiết, 8 tiết gì đó thôi. Thì mình sẽ bắt chị xong kỳ heo, học kỳ heo là mỗi năm chị đi học một lần. Sáng chiều nó sẽ tính ra một buổi nó sẽ đủ 4 tiết cho mấy chị. Thì là nên là mấy chị sẽ hay nghe người ta nói nôm na ở ngoài, người ta nói là mỗi năm tôi đi cần kiến thức chuyên môn về dược. Nhưng mà thực tế mà mình định để mình hiểu sâu cái luật đó thì nó chỉ quy định là không cần những kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm thì lại sẽ bị thu hồi những chị hành nghề, chứ không có nào nói là không đi học 1 năm là bị thu hồi gì đâu nha. 1 năm là để mình tự mình chia ra, mình học đối phó đó, là ai cũng nói với nhau như vậy đó. Rồi thì hiện giờ nó sẽ có cái hiện tượng là thu hồi cái này lại mình đó chị. Thì bây giờ cho nên là nó bị phá giá cái chỉ hành nghề, bây giờ hiện giờ cho thuê nó bị phá giá, là có những nơi á người ta chỉ cần có xác nhận là cho thuê cái chỗ đó thôi thì để cho người ta đừng bị thu hồi thôi, thì nó phá giá, nó tự đăng trên group lên trên hội nhà thuốc luôn là em cần hợp tác liên hệ cho thuê chứng chỉ hành nghề giá 1,5 triệu Việt Nam á. Để chỉ cần có tồn tại cái chỉ hành nghề đó không cần tiền của anh chị, là bên còn nó cũng sẽ nắm được cái lỗ hổng đó để nó ép giá cho thuê của mình xuống. Thì là đó có những cái đợt, ví dụ như mấy cái trường tư giống như mình nhiều quá nó mở ra này, thì nhiều cái đợt nhiều khóa sinh viên một khóa ra cả trăm cả ngàn người, mình biết mấy chị nghĩ cái chỉ hành nghề đó mà cho thuê nhiều vậy.
là nó đăng lên trên phần mềm hút em, là chỉ cần là nó cho thuê, chỉ cần đút nó được, nó đút vô được cái chỗ này cho thuê là được rồi đó, để cho nó tồn tại được ở trong nó được, có bị thu hồi là được, dù rưỡi 2 triệu cũng được nguyên năm luôn. Thì cò nó cũng sẽ ép giá của cái chị hành nghề của mình xuống nữa, nên là đa phần các bạn ăn với cái chị á, thì ai mà có cho thuê á thì nó sẽ bị cái tình trạng là 3 năm người ta sẽ phải bị tìm cái người thuê mới một lần, tại vì do là nó sẽ có những cái rắc rối khi mà gọi là thẩm định lại á, nó sẽ có những cái quy định thủ tục giấy tờ khó hơn, thì để không có bị những cái khó khăn đó thì nó sẽ là mới tốt. Như thầy cô nói với chị là từ cái người mới chủ mới cho thuê hết thì nó sẽ đổ xe dòng hết thì chỉ là ngày thì còn cho nên là nó cũng sẽ luôn tồn tại trong đó. Ai là khu vực nào người ta sẽ quen khu vực đó, ví dụ cò nó sẽ nhận là chuyên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Long An, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương gì đó, rồi Đồng Nai gì đó, thì những cái người đó người ta sẽ quen với lại cái gọi là cái nếp là vì của các người trên sở đó, thì người ta làm cũng dễ hơn. Sở này qua sở khác làm việc, mấy chị có kinh nghiệm thì có nha, nó xuống nó chửi sắc mặt luôn, nó nhìn như là nó biết cái này là phải người ở đây làm, hoặc là cái kiểu là cái văn hóa này không phải là ở đây, nó nhìn là nó biết, thì nó sẽ làm khó làm dễ, thì nó chỉ nó hỏi rồi nó chửi, nói chung là nó chửi xịt đầu, nó đi nó thằng chèo nó chửi mà không có liên quan gì, nó chỉ hỏi mình là em ở đâu tới. Có nghĩa là có trường hợp bạn của cô vậy là nó làm ở sẽ tới Đồng Nai, là làm ở Đồng Nai làm việc ở trên Hồ Chí Minh, nhưng mà nó về quê nó làm chứ hành nghề phải sẽ tới Đồng Nai, nhưng mà cho thuê cho chị hành nghề tại Bình Dương, thì nó làm ở bên Bình Dương, thì cái ông mà ở nhà thuốc bên Bình Dương, cái ông mà hợp tác với nó, ổng có kinh nghiệm là ổng làm ở nhiều nhà thuốc ở nhiều nơi rồi, thì ổng nghĩ là ở đây thì ổng cũng tự cũng làm, ổng cũng có cần cò không tự cũng làm. Thì thứ nhất là mặc dù là mình nắm về luật các hình thức nó giống nhau, nhưng mà khi mà làm tại Bình Dương đó thì nó sẽ có những cái quy định, nó chỉ nghe độc tại Bình Dương mà đúng không, thì đúng độc tại Bình Dương á, là nó hay đó. Mặc dù là quy định là như vậy, nhưng mà nó cho mình đi một vòng xong mình mới tới chỗ đó, quy định của nó là mình vẫn phải theo, nhưng nếu mình ở ngoài mình không biết đó, thì là nó sẽ khác được. Thì đó là những cái mà để cho nó bị chửi, mà nó là đi vô từ lúc đầu nó cuối thì chỉ hỏi nó một câu là em là người đâu tới, có là rồi xong rồi, có nghĩa là nó sẽ có những cái quy định riêng của nó, rồi làm khó khăn mình nhiều cái giấy tờ nó bộ lắm, nói chung là mọi người nó bọc lại mình dương á. Thì đó là những cái trường hợp mà mình phải biết được là cái nơi đó có ai đi trước không, thì mình phải tham khảo. Nếu như mà mình không có những cái nguồn thông tin mà cập nhật tốt đó, thì mình sẽ bị kiểu là hơi bị hầm xíu thôi. Thứ nhất là về cái mặt pháp lý mình đúng đó, thì nó cũng sẽ gấp cho mình thôi, mình sẽ hơi bị hầm thôi. Rồi cái trường hợp thứ ba thường hay được thu hồi đó là cái tư có từ 2 triệu hành nghề trở lên. Trường hợp này là thường hay gặp đối với lại mà giống như mấy chị mấy chị học xong ngành bên dược, mấy chị học cao đẳng bên dược xong cái trường có mở thêm mấy cái ngành về bên y học cổ truyền, y sĩ đa khoa này, hay là xét nghiệm hình ảnh X quang gì nọ này, mà mấy chị có người quen, ví dụ như người ta cần một kỹ thuật viên bên chẩn đoán hình ảnh đi, rồi mấy chị học thêm cái ngành đó bên y, thì sau đó khi mà mấy chị làm sao mấy chị đầu tư thời gian sao không biết, sau cái thời gian mấy chị học, mấy chị có chứng chỉ hành nghề, mấy chị có 2 chứng chỉ luôn, cả về bên y, cả về bên dược luôn. Ví dụ cả bên dược là chứng chỉ hành nghề dược, bên y là chứng chỉ về bên chẩn đoán hình ảnh, bên X quang chẩn đoán hình ảnh đi học đi, rồi 2 chứng chỉ này sao mà sợ nó biết nó thu hồi, trừ khi nào mấy chị có được quyền, nói chung là mấy chị được quyền sử dụng cả 2 chứng chỉ này luôn. Của mấy chị hết mà, mấy chị đóng bỏ tiền mấy chị học, bỏ thời gian của mấy chị hết mà, nhưng mà mấy chị làm ơn đừng có đứng tên chuyên môn 2 cái đồng lúc cùng lúc cùng một thời điểm cùng một lúc là được. Ví dụ mấy chị bán nhà thuốc, mấy chị bán nhà thuốc, mấy chị đã sử dụng chứng chỉ hành nghề dùng để mấy chị mở nhà thuốc rồi, mấy chị có thể đi làm thêm ở ngoài cũng đến hình ảnh X quang cũng được, nhưng mà mấy chị đừng có đứng tên cái chị bán cái chứng chỉ của mấy chị là chỉ cái chuyện chuyên môn tại chỗ nào đó.
nó chỉ đi làm thôi, nó chỉ đứng tên một cái chứng chỉ thôi, cái chứng chỉ còn lại để nó chỉ đi thực đi làm kỹ thuật viên, nó chỉ đi làm thôi, đừng có đứng tên cùng một lúc, tại vì sở nó quản lý cả về bên cái chứng chỉ hành nghề bên của chị mà có là nó hiện lên liền luôn. Cho nên là các chị miễn sao các chị làm việc thì các chị đừng có bị đừng có để cho các chị đăng ký đứng tên chuyên môn cả hai nơi là được, còn chứng chỉ các chị có ở đâu cũng được hết. Giống như kiểu ví dụ mà giống như quy định là cô đi dạy thì là cô chỉ được làm cơ hữu tại một trường thôi, thì mình sẽ không có được phải không quy định là cơ hữu ở tại trường đó thôi, không được đi các trường khác, nhưng mà mình vẫn thỉnh giảng các trường khác miễn sao mình được đứng tên chuyên môn của cái khoa nào đó, phụ trách của cái mảng nào đó thôi. Thì rồi xong rồi ngoài cái việc đi dạy á thì là mình sẽ phải mình đi làm hoạt động chuyên môn của mình ở ngoài đúng không? Thì những cái giấy tờ nào đó mình đừng là phụ trách cái gì đó chuyên môn cho cái chỗ nào đó thì cái chứng chỉ của mình nó cũng được giữ nguyên, hoặc là chung một cái nơi quản lý. Ví dụ ha, trường của mình hiện giờ ở đây nè, trường của mình là quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội đúng không, thì cô đi dạy đây cũng bình thường, sau đó cô đi làm ở một nơi khác nó thuộc quản lý của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải cũng được, nữa cái bộ khác thì cái bộ khác thì không sao nha, có nghĩa là cái bộ khác thì nó sợ tên của mình đang không thấy tên của mình nó, trừ khi nào mà nó cố tình nó theo dõi hoặc là có người chơi mình đi mét thì nó khác nha. Còn bộ quản lý khác nhau thì nó cũng đâu có biết đâu, nó không có liên lạc với nhau đâu, hiện giờ là chưa linh nha, mai mốt linh hay không thì không biết nha. Thì đó thì là mình sẽ phải biết được, mình hiểu rõ được cái bản chất của luật, và mình phải nếu như mình có hoạt động thì mình phải tìm hiểu phân tích kỹ một xíu để mình biết được cái nào đảm bảo an toàn cho mình. Thì thứ nhất là tránh sự quản lý của một bộ, của một cái cơ quan quản lý, và mình sẽ không có đồng thời chịu trách nhiệm chuyên môn cùng một lúc là được ha. Còn chứng chỉ hành nghề là bằng cấp bây giờ ai cũng có, nhiều người tài luôn thức là đó mà, cho nên là cũng dễ có đánh giá cái gì hết. Rồi đó là ba cái trường hợp thường mà hay bị thu hồi. Còn những cái trường hợp mà giả mạo thì tất nhiên là đương nhiên rồi ha. Có một cái nữa là chị lưu ý, đó là cái mà không có giấy xác nhận nè, cập nhật kiến thức chuyên môn về cho mình 3 năm thì sẽ bị thu hồi chứ không. Đó là cái nhiệm vụ của mình là mình sẽ phải đi học cập nhật liên đều đặn mỗi năm một lần. Và cái mỗi năm một lần cô lại hết rồi nha. Tại sao mình phải đi cập nhật mỗi năm một lần? Mặc dù trong luật nó quy định là 3 năm đúng không? Nhưng mà mình sẽ thường hay đi cập nhật 1 năm một lần để cho nó đủ cái số tiết đó. Rồi, mấy cái này ở đây tước chứng chỉ hành nghề từ 2 lần trở lên đối với một hành vi vi phạm. Cái này là thường là đối với lại mình cho thuê chứng chỉ hành nghề xong rồi mình là người chịu trách nhiệm chuyên môn tại nhà thuốc, vô tình là bên sở nó đi, nó thanh tra, nó kiểm tra nhà thuốc của mình không có người chịu trách nhiệm chuyên môn của mình ở đó. Thì là mình một lần, xong rồi lần sau nữa nó đã biết, nó có nghĩa là những cái cố tình mà nó tới một lần nữa. Lần đầu tiên mà không có mình là mình bị lập biên bản rồi nha, mình phải đấu phạt nha, đấu phạt mà mình phải tự theo dõi đấu phạt nha, rồi là phải đúng mình, đúng cái người chịu trách nhiệm chuyên môn đi lên đấu phạt mới được nha, giấy xác nhận này nọ. Xong rồi lần sau nữa là nó tới nữa, không có mình nữa, nó cố tình, nó không báo trước gì hết. Mình bị lần hai là mình có cố tình là chuẩn bị mình bị thu hồi ấy. À, nếu như mà như thực tế là như vậy thì mình sẽ có những cái trường hợp để mình đối phó một xíu, thì cái đó mình có thể là học sâu hơn trong cái bài này bên GDP. Đầu cô sẽ nói rõ hơn cho nó chuyện về cái phần này, mình sẽ có những cái quy định để mình dựa cái quy định đó để mình lắp luật một xíu, để mình đảm bảo là mình tăng cái lần lên xíu được 3-4 lần gì đó cũng được. Và nói chung là cái đó là mình bị ghét, chứ mình để ý thì nó mới là tham gia đột xuất như vậy, chứ mình không có ai đánh theo đi tham gia. Tham gia là nó phải có tổ chức, nó phải họp, rồi nó phải lập nhóm, rồi lập hội đồng. Nó cũng không có rảnh đâu mà đi ngoài trường khi nào mà bị báo cáo, rồi bị kiểu là bị ai mét hoặc là thích mất với ai như vậy mà. Rồi, thời hạn chứng chỉ hành nghề không quy định thời hạn, cô nói rồi ha. Chứng chỉ hành nghề chỉ hết hiệu lực khi mà cái người đứng tên thì người ta bị mất thôi, hoặc là không có cập nhật trong vòng 3 năm thì nó sẽ bị hết hiệu lực không? Rồi, thì mấy chị hay nghe cái cập nhật kiến thức liên tục không? Cái CME mình hay nghe đúng không? CME là viết tắt của Continuing Medical Education.
là cái mà mình hay nghe là cập nhật kiến thức chuyên môn để dùng. Thì cập nhật kiến thức chuyên môn là hồi đó là đối với y thôi, còn đối với ngành dược là nó mới gần đây trong vòng khoảng 5 năm của đây. Thì người ta gọi chung là CME luôn á. Thì mình có thể là đăng ký cái khóa học một số nơi, ví dụ nó chỉ có là nhà thuốc á, thì một số công ty dược nó sẽ tài trợ cho bên nhà thuốc học free. Còn nếu như mình không có thì mình sẽ tự tốn tiền mình học, phí học khoảng từ dao động là khoảng từ 800 một triệu gì đó tùy nơi, 500 cũng có, một hoặc một số nơi nó có free cũng có. Thì cái nội dung cập nhật là cái gì? Nội dung cập nhật là cái gì mà mấy chị đang học, giống như mấy chị hình dung là mấy chị đang học tổ chức quản lý dược, thì nó sẽ là cập nhật cái đó. Mấy chị cập nhật về thông tư xử phạt hành chính, cập nhật về các trường hợp quy định, rồi cập nhật về các cái luật dược như thế nào, quy định như sao. Rồi đó tùy vào cơ sở hình thức kinh doanh. Ví dụ mấy chị nhà thuốc đúng không, thì nó sẽ mở ra cập nhật cho cái cơ sở bán lẻ và mấy chị đi học. Mấy chị là cơ quan kiểm duyệt, cơ sở kiểm duyệt thì nó sẽ cập nhật cho mấy chị cái lớp về kiểm duyệt riêng. Nói chung là một buổi học giống như dài thôi, sáng chiều hoặc là một buổi gì đó. Thì có thể là mấy chị tốn tiền hoặc không tốn tiền nếu mà mấy chị có người quen. Rồi mấy chị gửi tên, mấy chị vô làm bài test thì là kiểu làm cho có, là mình có học thật khi học thôi để đối phó với lại bên thanh tra thôi, chứ thực chất là nó đều cho mấy chị cấp chứng chỉ hết. Nói chung là đóng tiền rồi ngồi đó định danh là được hết, không có gì hết. Cái đó gọi là cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, không có gì cao siêu hết vậy thôi. Và nội dung cập nhật là những cái liên quan với tổ chức quản lý dược, dược lâm sàng hết. Đó là tại sao cái định hướng của mình hết, là khi mà mình học về các cái ngành lắng nghe cái xu hướng phát triển, cái việc cơ hội việc làm của mình sẽ nhiều hơn. Thì đối với lại tổ chức quản lý dược á, mấy chị nếu như mà các cái ngành ví dụ như kiểm nghiệm bào chế, rồi bên dược liệu mấy chị phải làm cái nơi đặc thù, bên nhà máy sản xuất, rồi phòng lab, bên bệnh viện ha. Thì đối với tổ chức quản lý dược thì mấy chị có thể làm hiện tại cả bệnh viện, cả công ty, cả bên nhà máy cũng được. Thì bởi vì là tính chất của nó thiên hướng là nó theo thực tế nhiều hơn. Đối với lại công ty mấy chị có thể làm ở pháp chế, bên các cái đăng ký thuốc, bên cái quy định, rồi bên phòng thuốc, rồi hoặc là về bên các cái mảng bên đây rất là nhiều, về bên quản lý tồn trữ, về bên những cái hoạt động, bên kỹ thuật phân tích đó, nó sẽ thiên về nhóm ngành về kinh tế nhiều hơn. Còn bệnh viện mấy chị cũng có thể làm về bên cái nhóm về bên phân tích hiệu quả điều trị, đánh giá hiệu quả điều trị. Đó là những cái về những công ty về bên hoạt động. Nói chung là nó sẽ mở rộng cái nhóm ngành nhiều hơn so với lại những cái nhóm ngành thiên về bên hoạt động chuyên môn, giống như là bên bào chế cũng vậy. Đó là cái lý do mà tại sao mà nó được đẩy mạnh phát triển với lại việc lâm sàng hiện giờ. Rồi tiếp theo là quyền và nghĩa vụ của người thì nó có thể có thể về nó chỉ đặt thêm. Cái này thì nó chỉ là mình đọc để mình biết được mình có quyền được gì thôi, mà nói chung là nó chung chung lắm, nó không có gì nổi bật hết, nó chỉ là về đọc thêm thôi. Chiều mình sẽ học tiếp về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, và mình phân biệt các loại giấy tờ với nhau. Rồi bây giờ mình thử chiều mình bác sĩ muốn học mấy giờ, 1:30 hay 2 giờ?